cũng khổ muốn chết, sâu chuột sâu ếch đồ ăn không. Khổ muốn chết luôn vậy hả? Ừ, nó sâu chuột sâu ếch đồ ăn không. Đi soi chuột hả? Sâu chuột, gà sâu ếch đồ ăn, mình đó cũng gán mà đi. Xin chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và an lành nha. Hiện tại bốn đang ở Châu Thành, Hậu Giang cả nha. Thì tình cờ bốn biết được một cái hoàn cảnh của một cái anh chị mà nói chung là hai vợ chồng đều bị bệnh về chân luôn mọi người. Có nghĩa là bị tàn tật về chân đó. Còn tàn tật như thế nào đó, thì bây giờ bốn mời mọi người cùng theo chồng bốn đi vào trong để tìm hiểu nha. Bà ơi, bà tên gì ạ bà? Tên Phan Thị Tràng. Phan Thị Tràng. Ừ. Dạ bà, bà là hàng xóm của chị Mũi phải không? Ừ, hàng xóm. Đó là chị không? Bà có biết cái hoàn cảnh của nhà chị Mũi như thế nào không? Cũng khổ muốn chết, sâu chuột sâu ếch đồ ăn không. Khổ muốn chết luôn vậy hả? Ừ, nó sâu chuột sâu ếch đồ ăn không. Đi soi chuột hả? Sâu chuột, gà sâu ếch đồ ăn. Dạ. Bệnh đó, cũng gán mà đi. Bệnh mà cũng ráng mà đi hả? Ừ, chứ không đi lấy gì ăn. Dạ. Bởi vì khổ tội nghiệp. Mà nhà chị là có chịu khó làm ăn không? Thì không có làm ăn, nó cũng đi sâu chuột, sôi ếch, sôi nhái. Nhà có ruộng có rẫy rồi vậy không bà? Không. Nhà chị cũng không có ruộng có rẫy gì hết. Có gì hết trơn. Chỉ có đi sôi ếch rồi vậy thôi. Ừ. Ừ. Nuôi con vậy chứ không có ruộng rẫy gì hết. Nhưng mà khổ mà thấy hồ tôi cũng vậy chứ gì. Vậy rồi có sống ở hàng xóm này có mắc lòng với ai không? Không, xóm này người ta thương, người ta cho này kia. Sống cũng dễ thương lắm hả? Ờ, người ta cũng giúp cho anh này kia. Dạ. Ăn cho gạo cho thóc. Dạ. Đồ đó. Có rượu chè không? Ảnh có rượu chè không? Nhiều khi đủ ăn, nhiều khi đủ ăn. Ý là ảnh có uống rượu không bà? Không. Không có uống rượu. Trời ơi, mang cái bệnh đó uống rượu mong chết luôn. Uống rượu chết luôn hả? Ừ. À. Mang cái bệnh đủ thứ hết mà nghèo quá, gán chứ không có tiền quá chị hả? Không có tiền được tiền đi trị bệnh đó. Vậy hả? Ừ, nó cũng khổ chứ chết. Khổ cũng chết hả? Ừ, ở đây thấy thương nó lắm. Vậy hả? Ừ, ở đây. Dạ. Thương nó lắm. Dạ, tại vì con vô con tìm hiểu cái hoàn vậy cảnh hả? Nhà chị thử như nó thế nào á. Không biết lòng ai chứ. Vậy hả? Ừ. Dạ. Thôi được rồi, con cảm ơn bà nha, để con. Dạ. Cô ở trong con tìm hiểu. Dạ. Dạ. Gian nhà ta nè mọi người, đó đường đi nó cũng còn hơi nhỏ, chạy xe máy vô cũng khó khăn lắm mọi người. Đó. Rồi, đây để bốn vô cũng chào, chào em nha. Dạ, em chào anh. Đây nhà đây, nhà đây nhà cũ hung rồi. Dạ em chào anh chị. Ừ. Em chào anh chị nha. À, cho em nói chuyện với anh chị một xíu ha. À. Chị ngồi ở đây đi chị. À. À, chị cho em hỏi anh chị chị với anh tên gì? Chị tên gì? Mũi. Chị tên Mũi. À. À, chị năm nay bao nhiêu tuổi chị Mũi? 43. 43 tuổi rồi. À. Còn còn anh là bao nhiêu tuổi anh? Cũng bằng tuổi. À, anh tên gì ha? Tên Vũ. Vũ hả? À dạ. Là em nghe người ta nói là chân của chị bị đau. Thì không biết là chân chị như thế nào mà sao lại đi nạn vậy chị? Nó bị bệnh sốt hồi đó, hồi xưa, bị bại liệt á. À, sốt bại liệt. Sốt dẫn tới bại liệt. Là chị bị một chân hay hai chân? Một chân. Một chân ha. À. Là cái chân giờ nó teo hết vậy? Teo rồi nhỏ xíu. Có cử động được phần dưới không chị? Không, đâu cứ lủng lẳng vậy chứ không có cử động gì được luôn không, hả? Nó vậy đó. Đâu có cử động gì được đâu. Là chị bị hồi nào? Bị hồi nhỏ. Nhỏ xíu hả? Biết đi rồi. Bệnh rồi nó bị. Lúc mà 2-3 tuổi vậy đó. Cũng lúc nó bự rồi, 6-7 tuổi rồi, biết cũng biết. 6-7 tuổi, họ bị sốt xong nó bị liệt giải luôn, tới giờ luôn. Dạ. À. Yeah. Chị là cũng người Hậu Giang luôn. Chị quê chị ở Tiền Giang á. Ở Tiền Giang.
Còn chân của anh, em nghe nói chân của anh cũng bị là bị sao? Cũng bị bệnh. Sốt anh à. Cũng sốt vậy luôn. Mà cái giò cũng còn chổi đi được. Chổi đi. Là chân anh vẫn còn đi được ha. Chổi, đứng lên chổi tay đi. Là anh đi thử em xem thử như thế nào anh. À. Là cái chân mình nó cũng quẹo nhưng mà đều là mình vẫn chống mình đi được ha. Dạ, anh vô đây ngồi đi anh. Anh đi, giờ anh đi đều chân thấp chân cao chứ nhưng mà vẫn còn đi được. Còn như chị á, là cái chân đó là không có đi được luôn. Không. Anh ngồi xích vô một xíu anh. Đó. Là bây giờ là, nhưng mà chị chống nạn đây là chị đi được ha. Được. Đó. Thì cho em hỏi là như anh chị là bây giờ là có bao nhiêu người con? Có một đứa à. Giờ nó học đang đi học lớp 6. Đang đi học lớp 6 ha. À, 13 tuổi. À, 13 tuổi là trai hay gái vậy ha? Gái. Gái. Sao không đẻ đứa nữa? Hồi khó khăn quá đẻ. Không có tiền nuôi hả? Nhà khó khăn đẻ không nuôi nổi đâu. Dạ. À. Như bây giờ là anh làm gì chị? Đi soi kiếm chuột ếch đồ bán ha. Đi soi chuột ếch đồ hả? À. Nó đi soi vậy là đi soi ban đêm ha? Ban đêm. Là thường là anh đi mấy giờ tới mấy giờ? 4 giờ rưỡi mình đi là tới 2-3 giờ sáng mới về. Dữ vậy hả? Ờ. À. Mà chân tay anh dài mà sao anh đi được? Bơi xuồng. Bơi xuồng. Mình có xuồng mình bơi chứ là đâu cứ, có đi là bỏ. Cứ đi từ từ đây ra tới đi xuồng ra xong rồi cái là. Mình đậu xuồng mình quăng sao? Là chèo xuồng. Rồi mình bơi. Đi soi ha. Bơi xuồng mình đi soi. À. Bơi đi soi. Soi giải xong rồi lấy cái gì bắt nó? Có cái chĩa súng gì đó. Có cái súng hả? Cái súng là bắn mũi tên ra hả? Bắn mũi tên. Ủa cũng thiện xạ hả? Như vậy là một đêm là anh bắt được nhiều không? Nếu mà bán ra tiền thì khoảng được bao nhiêu anh? Cỡ 150 nha anh này. Cỡ 150 hả? À. 150 với hơn 150 vậy lắm. Nhưng mà làm cái đó có ngày nắng ngày mưa đâu gì không? Có anh này. Thì cũng có mưa, cũng mắc mưa hoài gì. Ý là ngày nắng ngày mưa là nó có ảnh hưởng tới cái việc mà nhiều ít đồ không á? Mưa thì không có. Mưa không có. Mưa là không có. Mưa như mình lạnh mình còn rút vô nó con chuột con ếch nào nó nhảy ra. Mình, chuột rồi nó rút vô hang vậy. Mình lạnh rồi chuột ếch rồi nó cũng lạnh, nó cũng rút xuống hết ha. Như anh đó là một ngày là anh đi soi từ 4 giờ chiều tới 2 giờ sáng xong rồi về ngủ. Ngủ chứ không phải tới 9 10 giờ mới dậy được chứ. Khi 9 giờ 10 giờ 1 giờ không dần. Xong rồi đem về là chị đi bán hả? Về làm, về mình lột ra mình đi mới cân. Mình đi cân đi bán cho người ta ha. Hôm nãy em đi trên đường kia em thấy là người ta bán chuột và người ta bán con còn sống luôn á. Nhầm người ta để bán con sống, nhầm người người lột. Tùy chỗ này, tùy chỗ bán con sống. Mà như bán sống với bán lột ra đồ giải thì bán cái nào ngon hơn? Bán, giá tốt hơn? Bán lột còn hơn con sống. À giờ mình bỏ cái con mình lột ra thì nó giá nó cao hơn ha. Cao hơn. Mà tại vì em là em trên núi á. Anh hả? Ừ. Em ở Con Tâm mà Tây Nguyên mà ở trên núi á. Mà trúng cái chỗ em á là trồng cà phê không à nên nó không có chuột. À vậy hả? Ếch thì cũng có nhưng mà em thì cũng chưa bao giờ đi bắt ếch luôn. Bắt chuột thì càng không nữa. Mà ăn thịt chuột á thì hình như hồi nhỏ em ăn được một lần nhỏ xíu. Nên cũng không biết đâu. Ăn luôn. Tới bây giờ chắc cũng không dám ăn. Đó, mà hồi nãy em đi ngang đường em thấy cô kia cầm chuột đập xuống nền cái đường dầu á cho nó chết đi. Trời em thấy ghê quá trời luôn. như bây giờ là còn bé ra là sao? Bé ra là cháu. Bé ra là cháu hả? Cháu. Là ở với anh chị luôn. Ừ, nó ở đây. Mà sao nó ở đây mà nhà nó đâu? Tại nhà nó trên kia kìa, mẹ nó ở cái gì Ba Thê nó sập gì đó rồi mẹ nó bỏ đi rồi nó đi làm nên giờ nó về đây. Mẹ bỏ. Ba. Ba nó cũng đi làm đâu luôn. Nói chung là cha mẹ bỏ luôn. Bây giờ nó bị bệnh gì đó rồi thấy tội nghiệp quá. Nó bị bệnh gì chị? Trầm cảm rồi thần kinh bệnh lắm đó. Sao chị có thể nói rõ trầm hơn một cảm, xíu được không? Nó bị trầm cảm rồi thần kinh nữa. Chắc kiểu buồn gia đình sao. Trầm đó cảm thần kinh hả? Áp lực quá rồi nó. À, năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi chị? Năm nay con Như Ngọc. Dạ. Con Như Ngọc. Em vô đây ngồi anh hỏi xíu. Dạ. Ngồi đó đi. Cho em mượn cái mic xíu ha. À. Em là tên gì? Dạ em tên là đầy đủ là tên em thôi. Em nói sao cũng được. Dạ, em tên Ngọc. Em tên Ngọc hả? Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi Ngọc? Dạ em 20
26. 26 tuổi. Là có gia đình chưa? Dạ chưa, em chưa có gia đình, chưa có lấy chồng. Là trước giờ em làm cái gì? À, dạ trước giờ em cũng làm công ty rồi bán quán cà phê chứ. Cũng có tiếp quán nhà hàng, quán nhậu. Nói chung là làm đủ thứ hết ha. Dạ đúng rồi. Mà em làm ở đây hay là em lên Sài Gòn làm hay là dạ, em sao? Em cũng có làm trên Sài Gòn của bà con em nữa. Ừ. Dạ. Mà sao nay em không làm nữa mà em về? À, em nghỉ đây mấy cách đây mấy năm rồi anh. Là ấy là em bị đau xong em về đây luôn. Rồi em cảm thấy không có làm, không có phù hợp với công việc đó nữa. Không có làm được im như trước. Cho nên em làm công việc gì đó mà nó nhẹ nhàng hơn thôi. Dạ. Ý là mình nghỉ tự do, mình nghỉ muốn nghỉ như 5-10 bữa, 10 ngày gì đó. Rồi nửa tháng gì đó, ví dụ gì thôi. Chứ mình đâu có nghỉ nhiều như vậy. Rồi cái mình mới đi xin lên làm lại á. Còn mình làm công ty này á, mình chỉ khi nào mà nghỉ anh mất là nghe nói là viết đơn này nọ xin là hôm nay mình bệnh, mình ốm, mình ta mới cho mình nghỉ. Còn mình mới làm như đó là mình về bình thường. Anh hiểu không? Mình nói với chủ một tiếng là mình con về quê. Rồi khi nào con làm thì con lên nữa vậy thôi. Thì ý là em con... làm mà em suy nghĩ liên tục trả thì sao được? Hả? Làm mà nghỉ 10 bữa nửa tháng thì thôi chứ mà sao mà ai mà chịu. Ý em nói cho anh hiểu rõ ràng á là em làm 3-4 tháng, năm thêm gần nửa năm em mới về. Là em mới về được cỡ 10 ngày hơn. Ví dụ như là 5 tháng nửa năm gì đó. Đúng rồi. Là muốn xin về quê. Dạ. Nhưng mà mấy chỗ kia thì nó không có cho. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Chỗ khác thì không có cho mình nghỉ được lâu như vậy với anh hiểu không? Như vậy không được đâu, làm công ty nó không có cho như vậy đâu. Mà bé nó có đi, nó bị những cái bệnh đó rồi nó đi có khám đồ gì chưa chị? Cũng đi khám, uống thuốc nữa mà giờ không có tiền đâu đi khám cho nó lấy thuốc đủ. Ấy là đi khám chưa? Có, bị có mà. Khám rồi, có bác giấy. Sĩ nên kê bệnh có giấy gì? Luôn. Có giấy là nó thần kinh mà. Bị bệnh thần kinh. Lúc con mẹ nó còn ở với nó. Nó có hay lên cơn co giật đồ không chị? Lúc trước em gọi là em khóc á, cái tay em quăm lại gì nè, nó quắp lại luôn, em mở ra được cái từ cái mới hết. Em lúc đó em cũng sợ. Nhưng mà ý là bây giờ nó về ở với chị là cũng mấy năm rồi hả? Cũng có mấy tháng nay hả? Mấy tháng nay hả? Là bây giờ cũng xin việc ở đồ ở đây cũng chưa có luôn. Chưa ở đây, không có chuyện gì làm, ở đây đỡ ở đây. Trời ơi, giờ anh chị làm đã không ra tiền ra cũng kệ đi. Cũng còn phải cưu mang cháu nữa ha. Kệ đi, thấy tội nghiệp nữa. Dạ. Nói chung là bé nó bị trầm cảm, chứ bị thần kinh. Ý em hỏi là bây giờ là có uống thuốc thần kinh không? Mua thuốc cho uống. Chứ cũng đâu có đi khám đâu, mấy tháng nay đâu có tiền đâu đi khám, đi ra ngoài bác sĩ đâu khám. Ra đi có chịu ngoài bạc đó. Đi ra người ta nói, mấy người này nói là đi CT chụp hình là lấy thuốc lại uống từ đầu lại, tại vì nó bỏ thuốc một lúc rồi. Lại có tốn có chịu mấy nữa. Thì đâu có tiền đâu mà đi khám. Rồi con chịu mấy mà không có tiền. Bây giờ đi mua thuốc lên tiệm thuốc tây mua uống cho nó uống đỡ thôi. Hình như lên đấy chị nói thuốc nói nó thần kinh gì cộng cho nói người ta cộng rồi cho nó uống là thôi à. Chứ đâu có đi khám bác sĩ gì đâu. Đây mà ra mà tiệm mà. Nhưng mà hồi nãy chị nói nó bị co giật là sao? Ý là có lên cơn. Có, mới khóc hồi nãy nữa đó. Khóc hả? Mới hồi nãy cũng khóc, còn hồi nãy nữa đó. Ý là lên cơn rồi là khóc hả? Có co giật không hay là chỉ khóc luôn này? Anh nãy có khóc không? Mệt Ngọc. Vậy con ý là mệt, khóc mệt, khó thở. Con có mệt khó thở đó. Quá là khóc vậy. Giống như hả? Mệt khó thở rồi là khóc. Dạ, ý là bờ mình bực bội với nó trong mình. Thì kiểu như đỏ ốc nó cuồn cuồn sao rồi nó khóc, nó la gì đó. Còn thôi nó chửi xàm gì đó. Vậy hồi em mới ngu lại, em mới bình thường trở lại bình tĩnh hơn á. Cho nó uống thuốc thì nó hết. Bây giờ kiểu này nó đâu có cha mẹ nó lo đâu, ai cũng khổ chứ đâu có đi trị khám. Thế rồi tháng uống bao nhiêu tiền thuốc nữa? Tháng uống cũng mấy trăm á. Cho tiền là tháng mấy trăm á. À là còn tùy theo có tiền không từng nữa hả? Một tuần á là có tiền là đi lãnh cho nó uống là cái mấy trăm ngàn tiền thuốc á. Nhưng mà cũng có bữa có bữa không. Mà bây giờ ý là mình không có tiền thì mình không cho uống luôn. Không có cho đi mua thuốc ra ngoài cộng thuốc uống không à. Ra tiệm thuốc tây nè cộng cho nó uống. Mua thuốc cộng á. Cộng là mua nở hả? Mua đi ra ngoài mua á.
mua thuốc tây vô tiệm thuốc tây mình nói nó bị gì chứ không có đi ra ngoài bác sĩ mà mua mà uống có từng cái mua có từng gì đó mỗi lần thì có từng nghĩa là có giờ, tiền mới uống còn có tiền, không có tiền thì cũng hơi mệt á bởi gì đúng khổ có tiền mới cho nó uống được nó mới ngăn được cái bệnh của nó chứ còn như anh là anh đi soi ban đêm nhỉ còn chị là ban ngày khi mà ảnh về là làm cái đó ra đi bán thôi ngoài ra không làm gì được nữa hết ha đâu có làm gì chị gì giờ làm gì ở đây lần cũng tính đi ra bán trái cây trước lộ thử bán cũng có được đâu nó chậm ở trước này nó bán ế lắm là mình cũng lấy trái cây về bán rồi mà bán không được trước này bán cái gì bánh đồ gì nữa để trước bán cũng không được nữa chậm lắm người ta đi người ta bưng đi đạp xe rồi đi xa xa vô kinh rồi người ta bán được còn mình như chị gì đâu có đạp đi đâu được thấy cái khu chỗ mình đây nó cũng vắng vẻ quá đi sao mà đường nãy rồi đâu có đi được mà chị nhờ trước quán trước đó cô bà cô trước đó rồi bán vậy đó rồi bán cũng không được nó thôi nghỉ giờ mà ăn nhiêu ăn nhiêu tới đâu hay tới đó trời giờ làm giờ như chồng chị giờ cũng bị bệnh thận đó rồi đâu mà có anh mổ. Bị bệnh thận hả đâu có tiền là sỏi thận hay là cái thận. Gì mười mấy ly tám ly mười mấy ly hả tám ly hả uống thuốc cầm chừng không á chứ đâu có mổ dạ ra khám là bác sĩ nó nhiều lắm mà kêu đi mổ mà đâu có tiền ra đi mổ bây giờ uống thuốc mua dĩ thuốc uống mua lần uống kim tiền thảo thì năm mươi mấy ngàn dĩ 55 ngàn hộp đó đó rồi cái ai đó chỉ cái bà kia bà cũng uống cái dĩ thuốc đó bà là hết tan gì đó rồi uống cũng mấy tháng nay dĩ thì 35 ngàn mà 10 ngày 5 ngày là hết rồi mua cái đó uống luôn chứ cũng không đi khám đi bây giờ anh còn đau không còn dạ cũng thấy uống kim tiền thảo thấy được hả anh kim tiền thảo thấy uống được mà em uống mà em uống đùm đùm nha ai chỉ gì cũng đó đâm vô ôm khóm gì nước dừa với khóm gì cái gì cũng uống hết trơn uống cái đây cũng cẩn thận hết trơn nó ảnh hưởng tới ba tử thì đó giờ cũng quay qua bưu tử nữa uống ghét rồi quay qua bưu tử hết bệnh này chuyển tới bên kia lâm hết luôn rồi lâm bởi vì rồi có gì cái không có mặn được rồi ban đêm là anh đi soi là anh đi soi của mình hay là anh có đi với ai không mình là anh đây vậy hả trời ơi chân tay rồi dày rồi mà còn đi một mình nữa sao thấy ớn vậy thì anh bơi được không không có chuyện gì làm thì hả? Mình ngồi xuồng bơi đi soi ông ấy nói là bơi lội xuống nước hả cho lội hả được mà ở đây thì được hay đi được cũng có tật có tài ảnh ban đêm mình còn nhìn không thấy được con chuột nữa có ảnh còn thấy giờ, lấy cái sống không có mặn gì cũng trời khiến cũng có đi cái nghề đó cũng có ăn chứ không có mặn gì giờ sao sống như em còn không thấy con chuột nữa lấy đâu mà bắn đi hoài quyết cũng biết cũng quen không ấy mắt ảnh còn tin chứ giờ đi cũng hơi lâu quá đi mấy năm nay cũng mờ mắt rồi chứ cũng quay ở nhà cho mọi người xem cái tủ này nó cũng bể hết rồi cái tủ này là người ta cho hồi nãy chị nói cái tủ này người cũng, ta cho người ta hả cho chị vậy hả bán cũng cho nhà sao hở tùm lum hết vậy chưa xúc cái đó không có leo lên nhà đó là mình xây năm bao nhiêu chị lâu lắm rồi cũng mấy năm cũng mười mấy không nhớ nữa. Cũng mười lâu mấy lắm. Năm rồi hả cũng nhớ là mình tự làm mình xây hay là nhà nước cho hay là sao đó, nhà hay nước bên cho nào cái sổ nghèo từ thiện như sổ nghèo đó là hồi trước là mình có sổ nghèo có rồi xong rồi nhà là người ta cắt luôn là người ta cắt cho mình cái nhà ra rồi người ta cắt hộ sổ nghèo luôn dạ để em chị dẫn em đi xuống dưới nhà dưới xem thử nhà mình như thế nào là tối là ai ngủ đây em ngủ đây anh chị ngủ đây hả còn bé nhỏ ngủ ở đâu con bé ngủ đây rồi dọn đồ ngủ đây hả ngủ đây nè xúm nhà ngủ đây nè chắc đồ vượt giường chừng nào ngủ chắc xuống ngủ trời ơi mà sao bỏ chiếc xe đạp lên đây luôn vậy thì để tại nó dẹp dọn thế để ngay đường đi quá thì tôi lưu quá để lên đỡ ôi trời ơi rồi chừng nào ngủ để lên rồi sao không bỏ ngoài hè cũng quên tôi lưu tôi lá chứ rồi đồ sao tùm lum hết dài đồ bỏ trong bọc vậy chứ cũng không có tủ có nẻo gì hết
đồ ở nhà theo kiểu tình chế á mọi người, kiểu sang sao á, nóng lắm. Tôn ở dưới này, này tôn không nè, tôn đóng tôn không dừng tôn tiền đâu xây. Rồi mình nấu ăn ở đâu? Nấu ngoài bếp ngoài đó kìa, cái lò rào ngoài kia nấu luôn hả chị? Có lò này nè, có cái lò ngoài này, củi à, nấu củi ngoài đó đó. À, nấu củi, cái lò đây ha. À, nấu củi ngoài. Bây giờ nấu củi ra còn phải đi lượm củi đồ này nữa. Đi ra vườn kiếm củi, ra vườn kiếm củi. Ừ. Ra ngoài bờ. Nước hay là nước nước máy hả chị? Nước khối á. Nước khối nhà nước hả? Nhà nước. Ừ. Ở đây nước phèn không thì chắc cũng không, mình đào giếng đồ cũng không dùng được ha. Dùng điều gì, đào giếng giếng cũng được mà không có tiền. Không có tiền. Đào cũng mấy triệu á. Rồi cái nhà vệ sinh cả nhà. Hồi nãy chị dẫn đi đường trước nó khó tìm nên là chị dẫn bốn đi luồn ra đường. Thôi có sau, lát nữa đi nhờ đường cái này, đường này ra nè cho nó dễ. Lát ra đường quán này đi ra. Đi đường phía sau dài đây. Đường này nữa. Trời đó. Tại nãy thấy ghé đó đi luôn, như lát dẫn đi ra đường cái quán nó dễ đi. Dạ. Thôi mình lên nhà trên đi chị. Nhà sập xệ như thế này. Lên ghế khỏi đi. Phía bên này thì phải dâng cái bạc xanh như thế này đây cả nhà. Cái tủ người ta bể đồ hết người ta cho mình hả? Ờ, à, tính cho đựng đó. Đồ đó mà chị không ra, chị cứ dọn đựng đồ ra. Ừ. Cái tủ này thấy to quá chừng. Tính em như trong kia rồi mình lau mình chùi đi rồi cái mình bỏ quần áo lên xếp. Tính em như trong kia bỏ đồ xếp vô cho nó gọn, sao không khiêng được. Cùng, sao không khiêng cho nổi. Bởi vì không khiêng được, để đây tù lưu quá. Ai cái tủ nhà người ta hư người ta cho à. Con bé ở nhà học giỏi không chị? Học cũng được. Đấy hả? Nó học ở trường gần đây ha. Cái trường tiểu học ở trung học cơ sở ở trên đó. Đây. Nãy là tới chỗ cơ quan phải không? Dạ. Là ở sau đích cơ quan đó. Nó học tới đó đó. À dạ. Cuộc sống bây giờ thì con mình anh làm ra tiền thôi. Ngày kiếm được 150 rồi lo điện nước, tiền ăn uống, tiền học hành của con. Thì ăn một ngày 50, nó đi học với ăn ngày cũng 30-40 nữa. Thì cũng hết, ngày nào rồi đi hết ngày nấy. Ừ. Những khi về rồi mà còn cưu mang cháu nữa. Thì phải, nó ăn uống cũng nhiêu kệ đi. Yeah. Sợ không có tiền chứ uống thuốc thôi chứ. Chị như bây giờ nếu như mà có một cái mong muốn thì mình muốn như thế nào chị? Mong muốn một cái điều ước mình ước sao? Sao ước gì có tiền cho chị bệnh chồng chị được. Có mổ thận đó cho hết bệnh đó rồi đi làm ăn sống hàng ngày cũng được. Dạ. Yeah. Chứ giờ không cần chứ ước gì nữa vậy. Giờ giờ đi mổ cũng có chục triệu. Mổ thận hả? Dạ. Yeah. Nếu như mà mổ thì mình lên bệnh viện tỉnh đây hay là mình phải đi Sài Gòn chị ha? Đi tỉnh ở đây à chứ không đi lên Sài Gòn. Dạ. Sài Gòn tiền nữa hả? Sài Gòn đâu tiền đi giữ. À. Sài Gòn nặng nữa. Ở đây nó còn nhẹ. Dạ. Giờ cũng anh như bị... ở ngoài bác sĩ ở ngoài mình ở đây 1.000 là đi khám. Khám rồi cái mình giờ mình đồng ý mổ nó chuyển mình xuống Vị Thanh nè mổ. Hay gì cái Cần Thơ gì đó. Dạ. Nó chuyển mình đi mổ. Có tiền nữa thì yêu cầu đi lên thành phố, tiền đâu đi yêu cầu tới thành phố. Yeah. Nhưng mà anh chị có hỏi trước từ nếu mà mổ bao nhiêu tiền cho? Mình có hỏi thử không? Chị cũng chưa có hỏi mà thì cũng cỡ chắc cỡ đó, tại vì mình đi ăn uống này nọ tới luôn cũng cỡ đó. Gỡ giờ không nghỉ không làm đó thì tiền đâu mà xây giờ sở. Anh là lao động chính ở trong nhà. Mà giờ mình còn bị đau thận nữa, uống thuốc tây. Thời gian đây là bây giờ bắt đầu chuyển qua bao tử nữa rồi. Trời ơi. Giờ anh buổi tối là cứ đi soi chuột,
cóc xoài nhái ha. Dạ. Xoài chuột, xoài ớt. Ớt, cóc chắc... nhái gì đó. Ừ. Thấy là quốc này. Thấy con nào làm con thấy đó. Thấy con nào bắt con nấy hả? Ớt, chuột, cóc. Có bao giờ mà bắt cò hay là bắt con có luôn không chịu? Có luôn. Cứ bắt được con nào là bắt thôi ha. Thấy con gì bán gắn cũng bắt luôn. Bắt con gái không? Gái không hả? À? Bắt không nổi hả? À? À dạ. Con nhà nuôi không nổi. Dạ anh chị, hôm nay thì em tới em thăm anh chị cũng có cái duyên gặp mặt ha. Với lại bữa nay cũng đầu năm mới. Em cũng có một ít tiền em gửi tặng lì xì cho anh chị nha. Em gửi chị. Dạ. Thì cái số tiền này là em gửi cho anh chị, ví dụ như có mua thuốc thang hay là mua mắm muối gì đấy ăn ha. Còn cái việc mà em quay lên đây á thì tùy theo cái duyên của mình thôi. Cô chú anh chị thấy thương hỗ trợ mình cái tiền mà đi chữa thận đồ này nọ thì chừng nào có thì em gửi qua ha. Còn ví dụ như mà nếu mà mình không có duyên với cái mạnh thường quân kênh em thì em cũng không biết làm sao ha, mình cũng đừng có hy vọng quá nha. Đó thì em làm như là một cái cầu nối đó giữa mạnh thường quân với các hoàn cảnh vậy đó. Còn nối được hay không đó là cái duyên của mình nha. Đó, thì hôm nay em tới em thăm gia đình mình là em chúc cho gia đình mình là gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đó, năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ ha. Đó, thì thôi bây giờ em cũng xin phép ra về nha. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Bây giờ bố cũng xin kết thúc video tại đây nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video của bố nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.